Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sau khi hiện tượng mưa đá xuất hiện ở một số quận của thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người dân phải chật vật di chuyển trong cơn mưa. Tại một số tuyến đường ở quận 1, mưa quá lớn khiến nước không kịp thoát, gây ngập cục bộ. Ghi nhận tại tỉnh Bình Dương, mưa đá cũng đã xuất hiện tại một số phường ở thành phố Di An. Đồng thời, mưa kèm theo rông lốc làm cây cối đổ gãy, làm hư hại một số phương tiện giao thông. Lý giải hiện tượng trên, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mưa đá xuất hiện sau nhiều ngày thành phố Hồ Chí Minh không mưa, bức xạ mặt trời cao kết hợp với mây đối lưu phát triển mạnh. Bà Lan lý giải sau nhiều ngày không mưa, hơi nước sẽ tích tụ nhiều trên những khối mây rông ở độ cao khoảng 6.000 m so với mặt đất. Trên đỉnh mây cao, nhiệt độ sẽ rất thấp. Những hạt hơi nước chuyển động đối lưu liên kết với nhau hình thành nước đá lớn rồi rơi xuống đất mưa đá chỉ khoảng chừng 0,5 cm đến 1 cm, không nguy hại cho người nhưng có thể gây dập nát hoa màu. Mưa đá ở miền Nam ít hơn các tỉnh phía Bắc vì địa hình phía Nam bằng phẳng. Một vài năm thì thành phố Hồ Chí Minh mới có mưa đá một lần. Vị chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, trong những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ có thể tiếp tục xuất hiện mưa đá nhưng ở diện hẹp hơn. Tuy vậy, bà Lan nhìn nhận mưa đá sẽ không gây nguy hiểm cho người dân bằng mưa rông và xét. Theo bà Lan, những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hình thái thời tiết sáng nắng chiều mưa. Mưa lớn kèm rông xuất hiện vào giờ tan tầm, khiến tầm nhìn người dân hạn chế. Mưa to có thể gây gãy đổ cây cối và nước chảy xiết tại miệng cống dễ xảy ra tai nạn khi người dân đi đường. Bà Lan đưa ra lời khuyên, khi thấy mây đen, trời chuyển mưa kèm tiếng gió rít, sấm rền thì người dân nên dừng lại tìm nơi trú ẩn an toàn, chờ qua cơn rông xét rồi hãy tiếp tục lái xe. Đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 6 sẽ có mưa rào và rông xuất hiện chủ yếu về chiều và tối. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ. Ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết lạ trên, các chuyến bay đã không thể đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, buộc phải chuyển hướng bay xuống Cần Thơ. Trong chiều ngày 14 tháng 6, sân bay Cần Thơ đã đón 3 chuyến bay vớt chuyển hướng do thời tiết xấu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ba chuyến bay đáp xuống sân bay Cần Thơ đến từ ba thành phố Huế, Vinh và Phú Quốc lần lượt gồm VJ305 hạ cánh vào lúc 16 giờ 15 phút, VN1265 hạ cánh lúc 16 giờ 25 phút, VN1826 hạ cánh lúc 16 giờ 48 phút. Sau khi thời tiết ở sân bay Tân Sơn Nhất trở lại bình thường, đủ điều kiện để máy bay hạ cánh, các chuyến bay này cạp thêm nhiên liệu và đã quay về Tân Sơn Nhất. Được biết, các chuyến bay hạ cánh tại sân bay Cần Thơ, sau đó cất cánh về sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay đều an toàn. Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa rào và rông trên diện rộng đến hết ngày 16. Đợt mưa này chia làm hai giai đoạn, từ đêm hôm qua đến sáng nay và lặp lại vào đêm nay đến sáng ngày mai thời gian mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm có nơi trên 150 mm cũng theo chuyên gia ở khu vực đồng bằng bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to tập trung về đêm và sáng với lượng mưa giảm hơn khoảng từ 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm đồng thời cơ quan khí tượng cũng cảnh báo ngày và đêm mai 16 tháng 6 khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ tiếp tục mưa vừa có nơi mưa to và rông. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới, với thời gian tập trung vào chiều và tối. Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Đài khí tượng Thủy văn Hà Giang, từ nay đến ngày 16 tháng 6, có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 5 mét. Khu vực có khả năng xảy ra lũ gồm lưu vực sông Lô, Gâm thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang. Cấp báo động lũ có thể xảy ra. Khả năng ở mức trên cấp báo động 1, có nơi ở mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cục bộ trên các khe suối nhỏ. Nơi có địa hình sườn đất dốc, ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng tại các huyện. Theo cơ quan khí tượng, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động của lũ trên các sông suối lên nhanh, có thể ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, suối, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp ven sông, suối. Thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa Cầu. Trong một ngày đã xảy ra 3 trận động đất ở hai địa phương, Con Tum và Quảng Nam. Theo đó, trận thứ nhất xảy ra lúc 3 giờ 22 phút, ngày 13 tháng 6 có độ lớn 3,1 độ, độ lớn M. Xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,933 độ Vĩ Bắc, 108,104 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10,1 km. Xảy ra tại khu vực huyện Tumarong, tỉnh Con Tum. Tiếp đến, vào lúc 4 giờ 18 phút cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ tiếp tục xảy ra ở huyện Tumarong. Có vị trí có tọa độ 14,957 độ Vĩ Bắc, 108,121 độ Kinh Đông độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Đến 21 giờ 13 phút cùng ngày, lại tiếp tục có một trận động đất có độ lớn 3,4 độ xảy ra ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, là tỉnh giáp danh với Con Tum. Động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,345 độ Vĩ Bắc, 108,090 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 11,4 km. Hiện Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa Cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Một số người dân ở huyện miền núi Bắc Trà My cho biết cảm nhận được sự rung lắc do trận động đất gây ra. Nhiều người viết những dòng trạng thái trên Facebook bày tỏ lo lắng. Hiện vẫn chưa ghi nhận được thiệt hại do các trận động đất ở những địa phương trên gây ra. Cục Khí tượng Ấn Độ IMD cho biết các đợt nắng nóng nghiêm trọng có thể sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc Ấn Độ trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, trang dự báo thời tiết AccuWeather cho biết nhiệt độ cao nhất hàng ngày tại New Delhi đã liên tục vượt ngưỡng 40 độ C. Đặc biệt, nhiệt độ ở một số khu vực của thành phố đông dân thứ hai Ấn Độ đã lên đến từ 45 đến 47 độ C và dự kiến sẽ còn kéo dài. Đầu tuần này, tiến sĩ Maruti Unjay Mohapatra, người đứng đầu IMD, trả lời với nhật báo Indian Express. Đây là đợt nắng nóng dài nhất trong lịch sử với nhiệt độ cao duy trì liên tục trong 24 ngày. New Delhi thường xuyên phải hứng chịu những đợt nắng nóng khủng khiếp và hạn hán do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Trước đó, Bộ trưởng nước ATC cảnh báo, thành phố đang phải đối mặt với việc thiếu 50 triệu gallon nước một ngày do thiếu hụt nguồn cung từ sông Yamuna và các nguồn khác. Theo IMD, cuối tháng 5, làng Mungespur ở phía bắc Delhi đã chứng kiến mức nhiệt độ vượt ngưỡng 52,9 độ C. Đây là một trường hợp hiếm hoi khi nhiệt độ ở các khu vực khác của Delhi dao động trong khoảng từ 45,2 độ C đến 49,1 độ C vào ngày đó. Trong khi đó, các khu vực khác của Ấn Độ cũng xảy ra tình trạng tương tự. Với nhiệt độ ở một số nơi chạm ngưỡng 47,5 độ C. Hồi tháng 5, các phương tiện truyền thông Ấn Độ cũng đưa tin về việc nhiều cử tri và nhân viên duy trì trật tự bầu cử đã thiệt mạng do tiến hành bỏ phiếu nhiều giờ dưới nền nhiệt cao. Bộ Y tế Ấn Độ khuyến cáo người dân uống đủ nước, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cũng như cần dành sự quan tâm cho người bị bệnh và người già. Không chỉ ở Ấn Độ, nhiều quốc gia ở Nam và Đông Nam Á cũng phải đối mặt với tình trạng thời tiết tương tự. Với nhiệt độ ở Bangladesh, Thái Lan và Việt Nam vượt quá 40 độ C vào tháng 4, Tổ chức khí tượng thế giới, cơ quan thời tiết của Liên hợp quốc cảnh báo châu Á đang nóng lên nhanh hơn mức trung bình toàn cầu. Bên cạnh đó, số thương vong và thiệt hại kinh tế ngày càng tăng do lũ lụt, bão và các đợt nắng nóng nghiêm trọng.